Xin chào các bạn đã đến với channel của bộ phim Giang Hồ Chích Đùi Mở Ngoặc Chủ Đích. Và sau đây chính là diễn viên Trần Nguyễn Ngọc Gia Bảo, hay còn tên là Xì Châm Quốc. Đây chính là anh ấy, tên là Bố Mắt Ngáo. Anh ấy có biệt danh là Ngáo. Và anh ấy năm nay đã 45 tuổi. Ấy lộn, 15 tuổi, 10 tuổi. Học trường tiểu học Đặng Gia Phú Gia. Tính cách rất là giang hồ. Đàn em của Xì Châm Ngáo. Đây là đàn em của Xì Châm Ngáo. Ok. Tiếp theo đây là Xì Châm Trường, Xì Châm Ngáo, có biệt danh là Tay Đua Súng Lụ. Đây chính là anh ấy. Anh ấy năm nay 11 tuổi, hơn với lại Xì Trung Lùng. Anh ấy có thích rất là bắn ngay người khác. Anh ấy bắn tung cả trường. Một lần bắn bà cô hiệu trưởng mà dính ngay đâu cũng dính ngay cái vú. Và bà cô hiệu trưởng đã chết vì tội học sinh bắn ngay vú bà. Và Xì Châm Ngáo đã xém bị tử hình, nhưng anh ấy đã thoát nạn. Đây là đàn em đi, đây là đại ca của thằng Tèo. Là một người có tính chất hung mãn, luôn đi đâm thuê chém mướn, gặp ai chơi thằng đó không sợ thằng nào. Mặc nhưng lúc nào cũng bảo kê một cái chợ, đó chính là chợ nghèo. Chuyên đi bốc rác, nhất là thích những đôi giày đẹp là bốc liền. Vâng, gì cũng bốc. Vâng, đây chính là cái mặt nạ. Và sau đây sẽ tới người khác. Tiếp theo, đây là đàn em của xì bơm chó điên. Đó chính là Xì Điên. Xì Điên có một tính chất rất là năng động. Anh ấy hay năng động, lâu lâu hay dạy. Anh ấy đang tìm một thứ, đó chính là chiếc dép. Anh ấy hay dùng thay thế cho banh bằng đá dép. Lâu lâu anh ấy nổi điên đá luôn cái ghế. Anh ấy rất năng động trong những cuộc chiến của những giang hồ. Anh ấy giống như là chú hề. Tiếp theo đó chính là người quay phim Vân Thừa. Vân Thừa, và đây chính là người của Xì Bơm Điên. Đó chính là người quay lén chuyên gia selfie. Anh ấy này selfie quay phim tất cả mọi tình huống để đem về cho Xì Châm Bá Điên đấy, và đưa cho thông tin tin tức. Quá ghê luôn đúng không các bạn? Và chúng tôi sẽ bắt đầu quay phim hết channel. Bye bye.